hết đi. Mới bắn mắt trời ơi, bắn có nhà anh ai rồi đó ơi. Tao nghe câu này hoài vậy. Hả? À, uống nước suối. Uống nước suối. Đại con. Giờ chán quá muốn chết rồi nè. À má ơi, sáng sớm má, muốn chết hoài vậy. Thôi đừng có than quá, gặp vui vẻ, nói chuyện vui vẻ đi, than quá à. Chửi hoài vậy à. Nó ỉ bà là má nó chửi hoài à. Không có thôi, không có. Đừng giả con hại cho nó, cũng đời. Nó nè. Cái gì vui vẻ thôi. Cái này đẹp quá vậy. Anh giỏi nha. Dán làm có tiền đi. Cậu bói đi, cậu bói nhìn mẹ con đi chứ. Năm nay năm tuổi gì? Trời anh có năm nay mày ăn được. Đứa nào cũng tí con ưng mày đi cắm tay. Không được vô đắm mà. Không có được vô đắm mà. Được như vậy đó là chức nghe con tôi chức không hết.
nữa hả? Trời ơi, có chồng nữa. Nghe bà nói bà có bà nội, bà có chồng nữa. Nha. Mới ăn uống nha.
Rồi cảm ơn nha, anh không có giò để lấy anh chia cho mấy đứa nhỏ. Anh chị Hanh đó kìa. Anh với chị. Rồi cảm ơn chị Anh Vũ nha. Ủa, anh đang live stream hả? Không, anh quay để lát anh gửi cho Toàn. Cảm ơn nha, cảm ơn. Phải không, chức nha, tại vì chức người ta hỏi, mày có hỏi là chức bán số làm sao rồi. Nó nói chức bán số này mà sụn đủ quán cũng vắng nữa. Đó, cho nên thành ra mày không kêu mua cho chức á. Rồi giờ gì chứ khóc đi, cảm động quá, khóc đi. Khóc đi chứ. Bữa giờ cười không mà chưa thấy khóc, giờ khóc đi. Khóc. Thì giả bộ khóc. Để đi đổi tiền nha, đưa cho chết. Rồi chúc mừng gì chết nha.